Cáo phó Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lượng. Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Gioan chương 11 câu 25. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, cha quản hạt, cha phó, cộng đoàn giáo xứ Bùi Hiệp thành kính báo tin. Cha cố Đa Minh Nguyễn Văn Lượng sinh ngày 10 tháng 5 năm 1949 tại Hà Bắc, Bắc Ninh. Thụ phong linh mục ngày 23 tháng 10 năm 1997, đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2022 tại giáo xứ Bùi Hiệp, hạt Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc, hưởng thọ 74 tuổi. Nghi thức phát tang và thánh lễ cử hành lúc 9 giờ thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022. Thánh lễ an táng cử hành tại giáo xứ Bùi Hiệp, hạt Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc lúc 8 giờ 30 phút thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022. Xin hiệp lời cầu nguyện cho cha cố Đa Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.